bị đồn cấm cửa Mỹ, đây là cách Đàm Vĩnh Hưng đáp trả. Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng tải loạt ảnh vui tươi cùng lịch diễn dày đặc tại Mỹ. Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng đã xảy ra cuộc khẩu chiến với nữ streamer Bình Dương. Đối phương còn tuyên bố anh đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Trước thông tin này, nam ca sĩ đã giữ im lặng tuyệt đối nên khiến fan của anh khá hoang mang. Sáng ngày 11 tháng 11, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải hàng loạt hình ảnh xuất hiện tại xứ cờ hoa. Ông Hoàng Nhạc Việt check-in trên đường phố, tiện khoe khéo căn nhà cùng xế hộp ở xứ sở cờ hoa. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ luôn lịch diễn dày đặc của mình. Đây là cách đáp trả cao tay của nam ca sĩ cho tin đồn bị cấm cửa mà ai đó từng hùng hổ tuyên bố. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng cho rằng lần trở lại Mỹ này của Đàm Vĩnh Hưng cũng là để xử lý vấn đề ly hôn với bầu sâu Liên Phạm. Nam ca sĩ cũng chưa từng lên tiếng về thông tin này dù chứng cứ xác thực.